Hello, xin chào các bạn. Và lâu lắm rồi thì mình không đi chụp hình. Nhân dịp Noel sắp đến thì ngày hôm nay mình sẽ quay một cái vlog mà đi chụp hình Noel nhá. Concept của chúng ta sẽ là Noel, gồm có màu trắng, đỏ, xanh lá. Và bây giờ thì mình sẽ chọn phụ kiện. Gấu ơi, phụ kiện đi kèm nhá. Đầu tiên là chọn bạn diễn này. Bạc, trắng. Bọn này có vẻ thích hơn đấy. Bây giờ đến lựa chọn điện thoại. Trắng đi. Mặt lưng lại còn tuyết tuyết nữa. Hợp Noel đấy. Không thể thiếu một cái này. Đường này. Ủa, các bạn thấy ảnh hôm nay mình chụp như nào? Nếu như quan tâm đến Xiaomi 11 Lite 5G NE thì đừng bỏ lỡ chương trình Hot Sale tại Sephonet từ ngày 10 đến 12 tháng 12, giá chỉ từ 8.290.000 mà còn được giảm thêm 500.000 nếu như mà thanh toán Moka gì đó. Link mô tả chi tiết nhé.